thằng An với thằng Hùng rồi tới chưa vậy mấy mấy em? Là khoảng nhìn rồi. À, thầy chào tất cả các em. Hôm nay trở lại với cái chương trình học hôm nay thì thầy sẽ dạy cho các em hai cái kỹ năng mà phân tích logic để mình sửa máy trong cái vấn đề mình sửa được cái thiết bị hư hỏng. Thông thường thì một người kỹ thuật, phải không? Này không nói thông thường nữa mà nói là khẳng định là những người kỹ thuật chúng ta phải thứ nhất phải nắm những kỹ năng cơ sở về cái điện tử cơ bản, nắm được những cái kiến thức cơ bản ở trong trường, trong lớp. Đó. Xong chúng ta phải va chạm thực tế ở bên ngoài làm, thì là một người kỹ thuật giỏi phải nắm được những cái kỹ năng đó. Và ở đây thầy chia sẻ được các em là một cái kỹ năng, hai cái kỹ năng mà hầu như đi suốt với chúng ta, thêm ngày chúng ta suốt đời này luôn. Nếu mà các em nào mà nắm được hai cái kỹ năng phân tích, hai cái kỹ năng logic này thì các em sẽ sửa được tất cả nhiều máy lắm, và hầu như là tất cả các máy đều sửa được. Thì một số loại máy chẳng hạn như là camera nè, máy vi tính nè, máy chụp hình nè, xe nè, hay là đi điện nhà nè, đèn led nè. Đó, đèn led là một cái rất là nhỏ trong cái nghề của chúng ta. Những trang thiết bị máy cài, máy sới nè, máy cuốc nè, điện thoại nè, máy tính nè, computer, laptop. Nếu chúng ta thực hiện hai kỹ năng này phân tích một cách thuần thục, thành thạo thì chúng ta sẽ có được những cái kỹ năng tốt, chúng ta sẽ sửa được tất cả nhiều loại máy lắm. Thì đây, cái bài học chúng ta là kỹ năng phân tích sửa chữa. Ở đây sửa chữa này là sửa chữa tất cả các máy luôn, phân tích chung luôn nghe các em. Các máy luôn. Và hầu như tất cả các máy đều giống một cái quy trình như thế hết. Thì ở đây thì tôi tạm gọi nó là lâm sàng. Nghe có vẻ nó là y học quá không? Nhưng không phải. À, không phải. Nhưng nó đúng, rất đúng nếu mà các em so sánh là như thế này. Lâm sàng là gì? Trong y học, lâm sàng là một cái khám bệnh ở bên ngoài, chưa có sử dụng những cái thiết bị máy móc gì tối tân hết, là những cái thiết bị nội soi hay là khám thử máu hay là gì đó. Thì cái này á, lâm sàng là mình khám sơ tổng quát thôi. Thì lâm sàng nó có gồm có 5-6 cái mục nhỏ. Nếu mình sửa máy nhà mình thì mình quá rành về cái gì lâm sàng rồi. Ví dụ như tôi đang chạy một cái bảng hiệu đèn led, tự nhiên bốc khói là tôi biết lâm sàng rồi. Là tôi lâm sàng biết là nó quá tải, nó bốc khói, hoặc là nó gì, nó có con chuột đó, nó bò ngang ngừng điện, nó chết cuối cùng, hoặc là một cái bóng đèn led nó bị hư, thì lâm sàng này mình đã nhìn được rồi. Nhưng mà mình là nghề, mình mở tiệm, mình mở kinh doanh thì mình sẽ có những 6 mục này. Thứ nhất là mình hỏi chủ, cái người chủ nhân mà đem thiết bị tới mình hỏi họ, cũng giống như bác sĩ thôi. Để tôi phân tích xong rồi các bạn thấy nó giống như là bên y học nha. Mình hỏi là cái máy này anh chị bị làm sao mà đem tới đây vậy? Thì cái người khách đó ta nói là đi xuống dưới lầu nó rớt từ lầu 8 xuống dưới đất hả, có nhẹ lắm. Nhưng mà mình biết là cái máy nó rớt xuống đất bị chấn động màn hình, hay là nó chấn động của CPU, hay là lỏng mặt. Nói chung là ở đây khi mà hỏi chủ nhân là mình biết được, mình phân tích được. Ví dụ đây hỏi bác sĩ nè, đó, mình là bác sĩ nói bao nhiêu tuổi rồi, nhà đâu là ở cầu Ngoại Giao thôi. Nhưng mà nhiều khi ở những cái nơi mà nó ô nhiễm quá cũng bị đó nữa. Ví dụ như anh này là khám đau lưng